Hôm trước chúng ta đã học hai bài liền về về kiểu dữ liệu list. Thì tôi nhắc lại một chút về kiểu dữ liệu list của buổi trước. Thì kiểu dữ liệu list đó chính là ở trong Python thì người ta gọi là list. Cho nên mình dịch trong các sách chúng ta viết đều dịch là kiểu dữ liệu danh danh sách. Nhưng mà bản chất nó chính là kiểu nó là kiểu dữ liệu mảng. Nó chính là kiểu dữ liệu dãy và nó tương đương với cái kiểu dữ liệu mà array ở trong Pascal và C. Để chúng ta chú ý chuyện này nhé, đừng nhầm lẫn. Thì kiểu dữ liệu list thì chúng ta biết rồi là nó là chính là một dãy các phần tử. Tuy nhiên là nó có khác biệt so với, tôi nhắc lại một vài sự khác biệt so với Pascal. Thứ nhất là cái kiểu kiểu dãy này, kiểu list ở trong Python này là không cần khai báo trước, và khi chúng ta đặt thiết lập nó thì chúng ta không cần khai báo độ dài trước. Do vậy nó là một cái dãy là có độ dài là động. Chúng ta thậm chí có thể thiết lập một cái dãy là bằng là rỗng, ví dụ như thế này. Đấy. Thì dãy là một cái list là gồm có, nó có thể khai báo là có nhiều phần tử đặt trong dấu ngoặc vuông như thế này đó. Thì cái này chúng ta kiểm tra lại một chút thì là nó là đơn vị là nó là kiểu list. Đó, là kiểu list. Và hôm trước chúng ta đã học nhiều những cái hàm liên quan đến list. Đấy. Chúng ta đã học những cái hàm như là append, là cái phương thức append là bổ sung một phần tử vào cuối của list. Cái hàm insert là bổ sung một phần tử vào bất kỳ một vị trí nào của list. Đấy. Vào đầu và vào giữa và vào cuối. Cái lệnh index là để trả về cái giá trị của một phần tử của dãy. Thì chúng ta có thể truy cập từng phần tử một của dãy và chỉ số của dãy là đánh số từ 0 cho đến phần tử cuối là len a chỉ 1. Lấy cái hàm len là như thế này. Đấy. Và cái phần tử đầu của nó là 0. Thì chúng ta đang là rỗng là báo lỗi đúng không? Bìa để B nhé, B B đây thì không, thì nó là không đó, là một. Cuối cùng của cái dãy bất kỳ thì nó là như thế này, thế nên là cuối cùng là len của B chữ một hay là n lấy n là n chữ một. Vậy là phần tử của một cái dãy của một cái list là đánh số từ 0 cho đến len chữ một đó. Và chúng ta có thể thay đổi bất kỳ giá trị nào của việc mà một thay đổi của nó thì nó giống như là mảng của Pascal. Được rồi. Và đối với list thì chúng ta chú ý là chúng ta có cái lệnh là duyệt từng phần tử một của dãy. Thì có thể chúng ta dùng qua cái hàm range, chúng ta là for in range len của B, và sau đó chúng ta truy cập vào từng phần tử một của dãy, hoặc chúng ta dùng luôn cái lệnh là for x in B chẳng hạn, và chúng ta print ví dụ như vậy, print B dành cái ý cái nữa là chúng ta cho cái phần tử x này là chuyển là gì là duyệt trên từng phần tử một của một cái list của dãy. Thì đây là cái lệnh mà mô tả cái bản chất cơ bản nhất của lệnh for đây. Thì lệnh for là cái gì? Lệnh for là for một cái biến chạy trên một cái đối tượng nào đó. Nhưng đối tượng này là nó có chức năng là nó gồm nhiều phần tử và cho phép là duyệt trên từng phần tử một. Thì chúng ta đã học cái B này này là list nhé, hoặc nó là range. Bản thân cái hàm range nó là chính là một dãy các cái số thôi. Thì ví dụ như là range như thế này, là x hay là r bằng range 10 chẳng hạn. Thì cái range 10 này này nó chính là một phần tử, là một đối tượng ở trong Python, và nó là có kiểu dữ liệu là range và chính là dãy các cái số từ 0 đến 9 như vậy. Để chúng ta type một cái R ra nhé, R ra thì nó là một đối tượng thôi. Đây là lệnh for mà chúng ta mới biết đấy, for i in range
Enter chẳng hạn, bản chất nó chính là cái lệnh đó, nó chính là cái lệnh for này thôi. Còn đây for này là for i in range, bản thân range enter nó là một đối tượng đó, cho nên là cái lệnh tổng quát của lệnh for là như là for một cái biến 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 in cái gì, in một cái một object. Thì như vậy là cái đối tượng mà nó cho phép chúng ta là duyệt trên này, nó đối tượng đó là đối tượng mà nó bao gồm nhiều, nó bao gồm là một dãy các giá trị, các phần tử. Thì phải chẳng trong Python thì cái đối tượng mà cho phép thực hiện lệnh for ở trên đó thì người ta gọi là đối tượng tuần tự. Vậy là có cái từ là từ đối tượng tuần tự, chúng ta chú ý. Rồi, hôm nay chúng ta học sang cái em một kiểu đối tượng mới rất quan trọng, là một trong hai cái cùng với list, thì hôm nay học sang cái kiểu dữ liệu là nó vai trò rất quan trọng. Có rất nhiều trong những cái bài toán, bài tập vân vân. Đó là kiểu dữ liệu sâu, được chưa? Thì kiểu dữ liệu sâu thì chúng ta đã học từ đầu rồi, là học học từ đầu sâu về về sâu ký tự. Thì chúng ta đã biết từ những bài đầu tiên là gì? Là sâu là một kiểu dữ liệu và nằm trong kiểu dữ liệu cơ bản. Thì bị S khai báo là như thế này, ví dụ như này đó, thì đã biết rồi, nhưng mà hôm nay là học sâu hơn, được chưa? Rồi thì bây giờ tôi mô tả các bạn là hôm nay là cái bài học sâu hơn về về sâu, và cái bài này kiểu dữ liệu sâu kết hợp kiểu dữ liệu list thì nó chính là cái phần cơ bản nhất của chương trình tin 10 đấy, chương trình 10. Và đó cũng là hai cái em cái đối tượng dữ liệu rất quan trọng hay sử dụng đến. Thế chứ là mô tả sâu nhé. Đây mô tả sâu đây thì chúng ta có thể mô tả là dấu đấy, hoặc là dấu như này, dấu nháy đơn. Nháy đơn thì hai bên cùng là phải là cùng là nháy đơn, hoặc là như thế này, hoặc là chúng ta có thể khai báo là ba dấu nháy đó. Đấy, thì như vậy là có thể là một dấu nháy kép ở hai đầu này, một dấu nháy đơn ở hai đầu và một dấu nháy kép ở hai đầu. Thì sử dụng cái này này thì chúng ta có thể là tạo ra những sâu mà nó kết hợp, những cái sâu mà ở trong đó nó lại cho phép là mô tả một số một cái ký hiệu sâu ở bên trong. Tôi lấy ví dụ như này, tôi muốn tạo ra một sâu như này, tôi tạo ra một sâu là mẹ, ví dụ nhé, mẹ nói, chắc là mở nháy như này, mở nháy, con ngoan lắm, con ngoan lắm, đóng nháy. Thì tôi muốn tạo cái sâu như này, tôi in ra như này, thì cái dấu nháy này này nó lại là nó là chỉ ra là một cái dạng của sâu. Cho nên cẩn thận khi chúng ta mà tạo ra cái sâu đó, tôi mô tả nhé, tôi muốn tạo ra cái sâu này tôi làm như nào, thì tôi làm như sau, như là S bằng, tôi phải dùng khác đi, ở bên trong sâu có ký hiệu là nháy kép, thì ở bên ngoài chúng ta để nháy đơn. Đây, mẹ nói lắm, không nháy kép, sau đó là nháy đơn, họ thì được là tự nhiên. Như vậy đây là cách làm nên như chúng ta lại S ra nó là như thế này. Đấy, như vậy vẫn đi ra cái sâu như bình thường. Thì đây là một cách. Bạn nữa, tôi sẽ nói một cách khác để mô tả những chữ như này. Rồi, thì bây giờ quay sang cái sâu. Như vậy là sâu ở trong Python là một dãy các cái từ Unicode. Thế quả thấy chúng ta có thể nhập tiếng Việt thoải mái. Cho nên là nó là một cái dãy cái từ Unicode. Rồi, thế thì vì là một dãy thì chúng ta có cái sau đây, thì vậy thì chúng ta có cái lệnh len của s đây, nhé, len của s rồi. Và vì nó là một dãy các cái ký tự cho nên thấy ngay là chúng ta có thể thực hiện cái lệnh là duyệt từng ký tự một cục sâu. Do đó cho nên là cái dãy sâu là cái kiểu ký tự mà nó hỗ trợ lệnh for, giống như lỗi là đối với list chúng ta có là for. Đối với sâu thì chúng ta dùng ch, cho dùng là cái tắt của từ là cái ký tự character đúng không? For s hai chấm chung rồi ch phẩy n, cái chữ ngang như này
In ra là mở mẹ nói còn ngon lắm này, đúng không? Thì như vậy đây là cái lệnh là gì? Duyệt từng từng ký tự một trên show S. Như vậy là show ký tự là một kiểu dữ liệu mà hỗ trợ lệnh for duyệt từng ký tự. Cho nên là cái show ký tự trong Python nó cũng là kiểu dữ liệu tuần tự. Mà chúng ta vừa biết nhé. Như vậy là cái kiểu dữ liệu tuần tự là cái gì? Kiểu dữ liệu tuần tự là kiểu dữ liệu mà hỗ trợ lệnh for để duyệt các phần tử. Các phần tử của đối tượng đó, của dữ liệu đó nhé. Như vậy là kiểu dữ liệu tuần tự ấy là kiểu dữ liệu mà nó gồm nhiều phần tử ở bên trong. Thì chúng ta đã biết rồi là list là kiểu dữ liệu tuần tự, đúng không? Chúng ta vừa biết là range làm kiểu dữ liệu tuần tự. Và bây giờ chúng ta biết thêm một cái nữa là str cũng là kiểu dữ liệu tuần tự. Đấy. Thì mà list là một dãy các phần tử bất kỳ, còn range là một dãy các cái số nguyên trong cái vùng nào đó, còn str là một dãy các gì, các cái ký tự đó. Chúng ta chú ý nhé. Như vậy là show là nó nằm trong cái kiểu dữ liệu là tuần tự, và là vì vậy là vì nó hỗ trợ lệnh for là duyệt từng phần tử một của show đó. Đây tôi vừa đây đây chính là cái ví dụ chúng ta duyệt từng phần tử một của show đây. Đấy. Thì rồi thế thì không những thế thì chúng ta có thể truy cập vào từng ký tự một của show để chúng ta có thể viết như này, đây là không. Mà được là cái đầu tiên là m đúng không? Bây giờ s kiểu cuối cùng là len s hay là với dãy thôi, một đây là kiểu cuối cùng của cái câu đó thì nó là rộng này, cái kiểu này này lên đây rộng. Thì như vậy là chúng ta có thể truy cập vào từng phần tử một của sâu. Thì cái này là nó hoàn toàn cái cho đến giờ phút này là như vậy, là một sâu là một dãy các cái tựa đúng không, cái tựa Unicode mà chúng ta có thể truy cập vào từng chỉ số một của sâu, và chỉ số của sâu đánh số từ 0 cho đến len của sâu chỉ 1. Thì như vậy cái đây là nó hoàn toàn giống với sâu như ở trong Pascal và C. Rồi thế bây giờ tôi sẽ mô tả thêm cái điều đặc biệt nữa là cái sự khác biệt giữa sâu của list của Python và sâu của Pascal. Rồi đây là sự khác biệt này. Sự khác biệt thứ nhất ấy là ở trong Python không có kiểu dữ liệu sâu, không có kiểu dữ liệu ký tự. Đã. Mặc dù là Python nó phân biệt được là sâu là một dãy các ký tự, được chưa? Cái dãy này thì cái từ dãy này nó chỉ hiểu là gì, là nó ý nghĩa là cho phép duyệt thôi, là nó là kiểu dữ liệu tuần tự thôi, chứ nó không phải là một mảng các sâu. Không phải là một list các sâu. Chú ý như vậy nhé. Còn Pascal thì sâu là chính là một mảng các ký tự, mà ở trong Pascal, trong C thì ký tự là một kiểu dữ liệu, còn ở trong Python thì không. Do đó chúng ta thử nhé, vì chúng ta thử thay đổi một đầu tiên này nhé, thay đổi nhé, thay đổi bằng ký tự là một chẳng hạn, tức là máy báo lỗi. Như vậy suy ra là sâu là kiểu ký tự không cho phép thay đổi dữ liệu. Thì chúng ta ghi thêm đây một câu cho nó ấy nhé, cho nó đặc biệt. Đây là điều đặc biệt nhất của sâu khác so với sâu của Pascal và C. Như vậy là sâu ở trong sâu là không cho phép thay đổi dữ liệu, không cho phép thay đổi giá trị, đúng không? Tức là không cho phép thay đổi các ký tự ở trong sâu. Mặc dù sâu là một dãy các ký tự nhé, Unicode, nhưng mà sâu không cho phép thay đổi giá trị, tức là không cho phép thay đổi các ký tự của nó. Thì điều rất đặc biệt chứ. Trong khi đó là list, tức là danh sách, thì cho phép thay đổi các phần tử của nó, cho chúng ta họ lại cho phép thay đổi giá trị. Được chưa? Ở đây tôi nói là thêm một chút nữa là như vậy là chúng ta có từ giá trị nhé. Bằng thêm cái từ sâu là nó là các cái đối tượng. Thì ở trong trong Python tôi nói từ đầu đấy là chúng ta có hai cái từ đặc biệt khác biệt nhau,
là cái từ là đối tượng, mà cái từ là cái từ giá trị là value. Đấy, thì trong Python thì value là một cái thuộc tính của đối tượng. Đối tượng là một khái niệm tổng quát hơn. Đấy. Đấy, chúng ta sẽ thấy ở sau này nhé, trong phần nâng cao nếu có dịp thì là như vậy là một cái đối tượng. Một cái đối tượng ở trong Python là mọi thứ đều là đối tượng. Thì một đối tượng như vậy nó có rất rất nhiều những cái thuộc tính. Thì một trong cái tính của nó là gì? Một là thuộc tính của nó là kiểu, là thuộc lớp nào đấy. À, dữ liệu của nó là thuộc cái kiểu dữ liệu gì đấy. Còn một cái đối tượng nhé, đối tượng là list thì là type của nó là kiểu là list nhé. Cái thuộc tính thứ hai là chính là thuộc tính value, là giá trị của nó. View giá trị của một show chính là các cái show, các cái tự hình thành trong show đó thôi. Và giá trị của list là các phần tử của cái dãy đó. Và một cái tính thứ ba nữa chính là cái địa chỉ ô nhớ mà cái đối tượng này nằm nằm ở trong. Đấy, thì cái địa chỉ ô nhớ này có thể tính được thông qua cái hàm id đó. Thì trước mắt chúng ta biết là ba cái thuộc tính này. Vậy là đây là cái sự khác biệt rất lớn giữa Python và Pascal. Pascal C thì không có chỗ này đâu, không có khái niệm, nó không phân biệt giữa khái niệm đối tượng và giá trị, không có đối tượng, không có cái sự thay đổi, không có sự khác biệt này nhé. Rồi thì bây giờ tôi quay sang lại cái show này. Rồi như vậy là chúng ta khi chúng ta tạo ra một show là nó luôn 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 cố định và không bao giờ thay đổi được nữa. Khi tạo ra một show thì nó sẽ luôn là cố định như vậy. Viết lại một show của tôi nhé. Nội dùng hàm len tôi biết được là show này là có bao nhiêu ký tự. Show này là có 6 ký tự. Đánh số là gì? Là S0, S1, S2 cho đến S5. Được chưa? Đó. Và chúng ta có thể truy cập vào từng cái phần tử của show 1 và cho phép lệnh for. Lệnh for để duyệt từng cái tự một của show. Rồi, thì mình chúng ta tìm hiểu thêm một số những cái tính chất khác của show nhé. Cái show này mà chúng ta cho phép lên nó cho phép là phép cộng một, như này nó tạo ra một show mới là Hà Nội cộng một Hà, phép cộng hai show cộng mà n show thì nó chính là cái phép nhân bốn chẳng hạn, nó tạo ra một show mới là bốn lần cái show lại, bốn lần cái show Hà Nội lại với nhau. Thế là chính là cái lệnh này. Ghép show nhé, tôi làm lại ngày thôi, nhưng mà bản thân S không thay đổi, S thì vẫn là cũ nhé. Nhắc lại là khi một đối tượng show được tạo ra thì nó không bao giờ thay đổi, trừ khi chúng ta gán lại cho nó một cái giá trị khác thì thôi. Nhưng mà S thì là luôn là Hà Nội, được chưa? Rồi thế bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu nào, cùng tìm hiểu xem là nó có những thuộc tính gì nào, có những phương thức gì nào, bằng tìm hiểu nhé. Có lệnh DLS thì mô tả tất cả những cái thuộc tính và phương thức làm việc với show. Thì show là một trong cái kiểu dữ liệu mà có nhiều phương thức nhất ở trong Python, rất là nhiều mà không thể cần hết được. Các bạn có thể tìm hiểu thêm trong những cuốn sách khác mà cuốn sách của tôi từng viết ấy. Nhưng trong sách giáo khoa chỉ nói được 3-4 lệnh thôi, không thể nói nhiều được. Rồi thế bây giờ tôi mô tả một số cái lệnh cơ bản mà đã có ở trong sách giáo khoa và có ở trong cái sách khoa cơ quả của cả hai cuốn nhé. Đồng thời tôi mô tả thêm một số lệnh khác mà quan trọng liên quan đến show. Rồi, bây giờ đầu tiên này. Đầu tiên là lệnh sau đây rất quan trọng này. Đầu tiên là cái lệnh mà là biến đổi một cái show. Nếu mà show, tôi nhắc lại, nếu show mà là một con chiều dài là một thì nó là một ký tự. Đó, thì chúng ta chú ý hai lệnh rất quan trọng. Đầu tiên là lệnh là gì? Chuyển show đó lên chữ hoa hoặc chuyển xuống chữ thường. Lặp lại sau đây, đây là cái lệnh là sau đây này, cái lệnh là lower là chuyển toàn bộ một show xuống chữ thường. Còn cái lệnh tiếp theo ngược lại của nó là lệnh upper, là lệnh là chuyển tất cả các tích của show lên chữ in hoa. Đây ví dụ đây nhé, ví dụ tôi viết là s của ta là nói đúng không, ví dụ s này là lower
này thì nó sẽ nó cũng trả lại một số mới, trả lại số mới chứ, và số mới đó là toàn là chữ Hà Nội in, là chữ Hà Nội thường. Còn nữa S upper nó sẽ chuyển được cả lên in hoa. Ý là vì S là kiểu là kiểu dữ liệu không thay đổi, không thay đổi được, cho nên là lệnh này nó chỉ trả lại một số mới chứ bản thân S không đổi, S vẫn như cũ nhé. Tức lại là một câu chúng ta tạo ra thì nó không bao giờ thay đổi, không bao giờ thay đổi, được chưa? Đó thì đây là như vậy, cái hàm này nó tự cái này nó trả lại một số mới là Hà Nội, còn cái hàm này nó trả lại một số mới nữa vẫn là Hà Nội in hoa. Đặc biệt chú ý quan trọng cho đây này, cái việc mà nâng lên in hoa hoặc giọng in thường này nó hoàn toàn hỗ trợ tương thích với tiếng Việt. Cái này đặc biệt rất là hay đấy. Đây, ví dụ nhé, D hoa, D hoa đây là chữ tiếng Việt đúng không? Nhưng là để lâu nó sẽ trả lại là chữ D thường. D thường đây, D thường đấy nhé. Bây giờ chúng ta sẽ up lên in hoa. Là cái rất đặc biệt luôn, cũng là cái mà rất đặc biệt của Python, vì nó làm vì nó hỗ trợ hoàn toàn Unicode. Mà Unicode ấy, thì người ta đã phân tích rồi, là người ta đã trong cái trong khi mà thiết lập cái Unicode ấy, thì các nhà sản xuất của nó, các nhà thiết kế của nó đã chú ý cho tất cả các ngôn ngữ là chỗ nào in thường, chỗ nào in hoa, do đó cho nên cái hàm này hỗ trợ cho tất cả các ngôn ngữ. Do đó cái hàm mà lower hàm upper này là hỗ trợ hoàn toàn cho tiếng Việt. Chúng ta rất yên tâm khi làm những ứng dụng gì đó mà cần chuyển đổi chữ hoa in thường thì cái hàm này là rất ngon lành. Tiếp theo có nói một chút nữa về về hai cái hàm chuẩn của Python mà liên quan đến sâu, đó là cái hàm sau đây, đó là cái hàm order. Đây là cái hàm mà đầu vào của nó là một câu, và cái hàm này nó mô tả cái đầu hàm vào của nó là một cái, nó trả về cái của đó trong cái bảng mã Unicode. Thì mấy hàm này trả lại này. Vậy cái thứ tự bảng mã của cái hàm này là 272, cũng vẫn chữ D hoa nhé. Vì hàm ngược lại là hàm CHR, là hàm là trả lại cái Unicode của một cái số tự bất kỳ. Trả lại, đây là hàm này nó trả lại gì? Trả lại cái tự Unicode tương ứng với cái chỉ số Unicode của cái số nguyên đó ở trong cái tham số của cái hàm CHR. Vậy order và CHR là các hàm ngược nhau nhé. Và nó hỗ trợ đầy đủ. Ta chú ý dùng cái này để chúng ta làm những bài tập khác nhau rất là hay. Nhưng mà chúng ta đây là vài cái lệnh cho nó trước. Lower và upper nhé. Rồi thì bây giờ chúng ta sang một số lệnh quan trọng khác này. Đầu tiên là chúng ta nói về toán tử in. Thì chúng ta biết rồi là cái toán tử in ở trong dãy là mô tả một phần tử có nằm ở trong một cái dãy hay không, một phần tử thôi. Như vậy ở trong sâu cũng vậy thôi, chúng ta có thể đây ví dụ S là như này nhé. Bây giờ tôi đi kiểm tra xem là cái chữ H hoa này này nằm ở trong S hay không, tức là true hoặc là false. Nếu mà nằm trong thì nó trở về là true, còn không nằm trong nó trở về là false nhé. Nhưng mà cái hàm in của riêng đối với sâu thì nó mạnh hơn, là nó cho phép kiểm tra là một số con chứ không phải là không mà chỉ là một ký tự. Đây thì viết là A như này, S nó là vậy, là cái hàm mà hàm in của hàm in có toán tử in trong sâu mạnh hơn là chẳng đơn giản là một cái số con sắp in một cái số mẹ như này, nó trả lời là nó trả lời đúng hay là sai nhé. Đây là hàm in. Rồi, cái hàm tiếp theo mà tôi muốn nói là cái hàm file. Hàm file là như sau. Cái hàm file là hàm tìm ra vị trí của một sâu và của một số con trong sâu mẹ. Đây, hàm file này này. S file. Đây, đây. Nếu mà số con nó không nằm trong sâu mẹ thì nó trả về là không, trả về là trừ một. Nhưng mà nằm trong đây, ví dụ là tôi lấy cái số con là file nó sẽ trả về là không. Đây là cái hàm file này
ở trong list thì những khoa học phải được kiểm tra một tí nhé, được đến ngày mà mấy quốc gia này nhé, ở trong trong số này có trong trong list không có hàm file, không có hàm file, nhưng mà trong sâu được có hàm file, được chưa? Thì chúng ta chú ý cái chuyện đó. Một đi nữa này là vì là sâu, chúng ta có thể truy cập vào từng phần tử mà giống như là list, nó có cái đây chúng ta có thể mô tả như này. Nó cho nên là sâu cũng hỗ trợ hoàn toàn cho gì, sâu là hỗ trợ hoàn toàn cho vùng chỉ số. Sâu vùng chỉ số nhé, là chúng ta biết rồi là vùng chỉ số là cái gì, là một cái mô tả như thế này, một cái mô tả là đầu start hai chấm top, sau là hai chấm, sau là step. Thì đây là nó mô tả cái vùng chỉ số này, bắt đầu từ chỉ số start, kết thúc trước stop và có cái bước đi là step. Thì cái vùng chỉ số này là như sau này, step nếu không có thì nó coi như là một, stop nếu không có thì nó coi như là ở cuối của dãy, của cuối của sâu, còn start nếu không có thì nó coi như là không. Và cái khác biệt của cái vùng chỉ số này, nó cách ghi nó hơi giống cách ghi của hàm range, nhưng nó khác gì, nó khác là cả ba tham số này đều có thể là vắng, thì có thể là vắng. Còn đối với range thì là cái stop này bắt buộc phải có nhé. Chúng ta nhớ lại chúng ta nhớ lại một chút về cái hàm range và cái vùng chỉ số, mô tả nó khác nhau, nó hơi giống nhau mà có điều khác nhau. Tôi nhớ lại chuyện để chúng ta nhớ lại ghi vào đây thôi. Đối với hàm range là một dãy các cái giá trị, thì cái hàm range này là nó có cấu trúc này, có cấu trúc là start, sau đó là phẩy, sau đó là stop, phẩy và step. Start nếu mà không có mặc định thì nó là không, step nếu không có mặc định nó là một, còn stop là bắt buộc phải có, không thể thiếu được đó. Thì đó là cái hàm range đúng không? Mà ở đây là nếu step bằng trừ một, đây là một nhé, còn nếu như mà step mà là trừ một ấy nhé, thì cái start như này mặc định của nó là phần tử cuối, là cái phần tử cuối, là không, nếu mà trừ một thì bắt buộc phải có start, phải có stop chứ, không không thể không có được nhé. Stop luôn có, như vậy là nó cho phép là trừ một đối với hàm range nhé. Còn đối với slicing thì như sau, cái slicing này thì nó kiểu là như thế này, và nó là start hai chấm stop hai chấm step. Như vậy nó nhìn thoáng qua nó rất giống cái anh này, nhưng mà nó khác như sau nhé. Nó khác là gì, là cái step này là mặc định của nó là một, thì là mặc định cái start này mặc định của nó là không, còn stop này mặc định là n, là n, là n, là n. Cho nên là cả ba cái anh này đều có thể là vắng, được chưa? Đó, thì bây giờ tôi mô tả lại nhé. Đây, cái hàm slicing là rất là hay luôn nhé. Đây, chúng ta là như thế này đúng không? Thì khi đó S mà tôi đứng là đây, bốn là cũng là như sau này, là cái gì, là cái vùng mà cùng có các chỉ số là 0 1 2 3, 0 1 2 3, như vậy là sẽ ra chính là gì, là hạ n như này. Bây giờ S thì không có gì, cũng không có gì nốt này, ý là toàn bộ luôn, nhưng mà S thì không có gì mà lại trừ một, thì nó chỉ là cái dãy ngược, cái sâu ngược lại của S. Đây là chỉ sâu này, là sâu ngược lại, cái sâu này là ngược lại của cái sâu gốc. Như vậy là D trừ một thì mặc định của nó
Cái này này nó là cuối, cái này vừa định nó là đầu. À, chú ý. Như vậy là một số cái hay của cái thằng của cái slicing. Như vậy là sâu là hỗ trợ hoàn toàn cho slicing chưa? Đấy. Để kiểm tra lại. Nhưng mà đối với sâu là có rất nhiều hàm, nhưng mà đây thì không. Được rồi. À, các cái những cái hàm đơn giản khác thì các bạn tự tìm hiểu lấy, vì tôi sẽ nói mô tả tiếp theo những cái hàm rất quan trọng mà sẽ được dùng ở trong trong chương trình nhé. Đặc biệt tôi nói chuyện ra cái hàm này, đây là cái hàm rất quan trọng và sẽ được nói trong cái buổi thứ hai liên quan đến sâu, là hai cái hàm rất quan trọng là cái hàm split. Đây, hàm split là một nhé, và hai là cái hàm ngược lại của nó là hàm join. Tìm lại hàm join. Đây. Đấy. Thì hai hàm này là cái gì để tôi mô tả. Vẽ thì tôi bằng Hà Nội đây. Tôi thể tôi nhập không chính xác lắm. Để giống cách như thế này. À nhé. Đó là nội. Thể như này. Ở giữa tôi để thêm một vài cái ngữ cống dẫn. Mày biết như này. Nhưng mà đối với SC này thì nó vẫn là có hai từ là từ Hà và Nội, thì cái là cái lệnh split là lệnh như sau, là sẽ đơn của cái từ S ra, của tôi S ra. Như vậy là tách ra và nó đưa vào một cái list. Như vậy là cái hàm mà S chấm split cái gì, là chính là cái hàm là trả lại là một cái dãy, một cái list cùng có là các phần tử của nó là các cái từ độc lập của cái số S. Đây, enter nhé. Là cái đó. Như vậy là cái hàm này là cái hàm chính là hàm rất rất là sử dụng nhé. Ví dụ như là như sau, tôi lấy ví dụ khác nhé. Tôi lấy ví dụ là S là tên của bất kỳ nhưng cùng là đó nhé. Ví dụ là Nguyễn Văn An. Nhập vào từ bàn phím là tên của một người. Bây giờ bài là cần tách ra phần tên và phần họ đệm. Thì làm như thế nào? Đấy, thì đây thì chính cái lệnh split là lệnh dùng để tách ra và ta có thể tính được cái tách riêng phần tên phần họ đệm ra, hoặc là tách riêng phần đêm phần tên phần phần họ phần đệm ra. Bây giờ làm tôi làm tách ra phần tên là một này, phần họ là hai này, phần đệm này và phần họ đệm nữa cho bạn xem luôn nhé, cùng lúc làm cả ba cái cho bạn xem nhé. Thì SC ở đây thì bây giờ tôi sẽ tách ra dùng lệnh là dùng dùng cái hàm split. Thì A chính là từ rời rạc của tên đó. Tên đó là tên người đó là có bốn tên, thì đây nó có bốn cái phần tử nhưng mà tên là có ba, thì ta có ba. Ví dụ trường đây là tên của chúng ta là Nguyễn Văn An, thì nó chẳng lại là Nguyễn Văn An là ba cái từ độc lập. Rồi cái từ đây chúng ta có thể hoàn toàn chúng ta có thể làm là tính phần họ phần đệm ra nhé, phần họ phần tên. Phần tên đây gọi là ví dụ tên chính nhiệt, tên chính là phần tử cuối cùng của A là len A một. Vậy là đây là phần tử cuối cùng của A chính là len A chỉ một, thì đây chính là tên, đúng không? Họ họ chính là cái phần tử đầu tiên của A, A không, A không. Yeah. Rồi thế bây giờ tính tính họ đệm được không, hay tính đệm cũng được không, thì thế này là chưa được. Vì ví dụ chúng ta có tên của chúng ta có thể là có đệm của ta có thể có là hai tên, ví dụ là Nguyễn Văn Tường An chẳng hạn, thì cái phần đệm là Văn Tường cơ, thì chúng ta ở đây chúng ta chỉ làm ngay được. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp một lệnh nữa là chỉ lệnh join. Lệnh join là cái lệnh gì, là cái lệnh join lệnh là ngược lại của lệnh split, là chúng ta có một dãy các cái sâu ta sẽ nối lại. Thấy chưa? Đây giả sử nhé, A là ở đây thôi, A là A đây, được, tôi sẽ nối lại thì sẽ làm như sau. Lệnh join, xong join là cái bắt đầu, là cái lệnh mà bắt đầu là từ một cái sâu là một ký tự nối. Tôi thường đây là một ký tự rỗng, được chưa? Rồi chúng ta cắm một ta lệnh join là A. Nên đây là như sau, là
đầu vào của nó là A, là một dãy các cái sâu. Đầu ra là ta nối con sâu lại và dùng cái ký tự này là ký tự nối. Được chưa? Đấy, vậy đầu ra đây chính là gì? Đầu ra đây chính là những con đàn gộp lại với nhau. Được chưa? Rồi, thì bây giờ chúng ta dùng cái join này thì chúng ta sẽ làm cái việc chúng ta sẽ ghép. Chúng ta sẽ ghép phần họ đệm hoặc là tách phần đệm ra. Bây giờ làm họ đệm trước nhé. Bây giờ là tên thì ở ở đây rồi. Họ ở đây rồi. Bây giờ tôi cần gộp cái họ và đệm thì làm như nào? Thì họ đệm có thể hiểu như sau. Họ đệm là chính cái gì? Tôi lấy cái giấy A đây và tôi bỏ đi phần tử cuối cùng đi. Lấy cái phần ở trên này. Là một giấy con của A và tôi lại nối lại bằng lệnh join. Được chưa? Thì làm như sau. Đây. Bây giờ mô tính lệnh làm như sau. Tôi B là một phần của A. Đầu của A. Từ đầu của A và kết thúc là trước phần tử cuối cùng. Thì B chúng ta sử dụng slicing để chúng ta làm A. Được chưa? Và từ đầu đây. Và chúng ta kết thúc là len A. Đây là chiều một. Đây là đây chỉ là slicing này. Sau slicing là gồm có là bắt đầu là chỉ số 0 và kết thúc bằng len a trừ 2, vì đây là len a trừ 1, kết thúc bằng len a trừ 2. Vậy suy ra là cái đây chính là cái phần của a mà bỏ đi phần cuối cùng. Vậy đây chính là bỏ đi a. Như vậy là cái b này nó chính là nguyên văn. Được chưa? Đó, các bạn chú ý chỗ này, nhưng chỗ này hơi tốt nhé. Đấy. Và bây giờ khi có cái này rồi chúng ta có thể nối lại như sau. Họ đệm bằng bằng đây. Rồi. B. Đây, họ đệm đây. Đệm. Về thì họ đệm rồi, bây giờ chúng ta tính đệm nhé, về tính đệm này. Đệm là như sau. Là cho trước bây giờ họ tên dài như này thì phần phần đầu tiên này là tên, phần cuối này là họ, phần ở giữa chính là họ đệm. Đấy. Thì là cái gì? Phần giữa này là như sau, chính là chúng ta lấy cái phần cái dãy A ta bỏ đi cái đầu và bỏ cái cuối, chính là cái này. Chúng ta đặt như sau nhé. Chúng ta đặt C bằng A bắt đầu từ vị trí số 1, bỏ đi cái đầu tiên, bỏ đi cái phần tử đầu tiên. Sau đó là gì? Sau đó là kết thúc cùng chỉ là len a trừ một len a. Đây chính là cái dãy của a mà bắt đầu từ vị trí thứ nhất, tức là bỏ đi phần tử đầu tiên và kết thúc ở trước phần tử cuối cùng. Đây chính là những cái phần mà liên quan đến đệm, phần đệm của tên. Và mình ta sẽ là đệm bằng đệm chứ bằng là này. Đúng rồi. Rồi, đệm này. Và các bạn thấy khó hiểu không? Tức là nó tất cả nó chỉ dùng hai cái split và join thôi. Thì chúng ta sẽ là lập trình nhé. Lập trình tất cả là lập trình lại để chúng ta làm chương trình hoàn chỉnh. Là đầu vào là nhập một cái họ tên đầy đủ của một người, sau đó sẽ in ra, sau đó in ra là phần tên này, phần họ này, phần họ đệm và phần đệm. In ra bốn bốn cái đó nhé. Đây. Chuẩn bị chúng ta làm cái chương trình ngắn thôi là phân tích họ đệm. Nhập vào một họ tên bất kỳ và in ra bốn giá trị, in ra phần họ là một này, tên là hai này, họ đệm là ba này và phần đệm là bốn. In ra bốn bốn cái đó nhé. Này, chúng ta làm thử nhé. Bây giờ chúng ta gọi S là chúng ta biết input này. Input là nhập họ tên đầy đủ. Rất là dài, tên có thể là có bốn hoặc một số tên của đồng bào mà mình cũng có thể là năm từ cơ nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sau đó chúng ta sẽ S à, là S yeah. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tính nhé. Đây bắt đầu tính này, đầu tiên là tên. Chúng ta đây là chính là A, cuối cùng là len A một, đúng không?
phần đây là phần tên, rồi phần họ, họ chính là bằng gì, là bằng a, được chưa? Điểm tiếp theo là họ đệm, tức là phần họ đệm là gì, là họ đệm là như sau, họ đệm là như sau này, đệm là gì, là phần dãy của a từ đầu cho đến trước phần tử cuối cùng, chúng ta lấy ra và chúng ta do lại như vậy là kia là như sau, cái này chính là họ đệm, chính là bằng cái này, tắt nhé, cái này cấm này join phần nào, join của cái a mà bắt đầu từ đệm, bắt đầu từ không và kết thúc bởi chính là len a trừ một. Đề trên đây chính là cái phần họ đệm. Sau nữa là đệm, đệm thì bằng như sau, đệm là chính là cái phần dãy, dãy a mà bỏ đi phần đầu, bỏ đi phần cuối, phần ở giữa chính là đệm. Thì chúng ta làm chữ cái, chúng ta chỉ làm chữ làm cái này, dùng chữ là join, join của a, nhưng mà mở từ đầu mà từ một chỉ một mà cái cũng là len một. Đó. Mình đang check print ra ngoài. Đi như sau. Đi là tên. Print. Họ. Họ. Đấy ra bốn cái liền cho nên in cho nên kiểm tra đúng đúng. Đó là họ đệ. Đây, hôm nay là buổi số 6 đúng không? Tạo ra một cái file sau chúng ta nhớ lại đây. 6 nhé. Bài này là bài là tắt họ đệm ra ngoài nhé, họ đệm nhé. Để chơi thử nhé, xong đúng không nào? Vì tôi nhập vào một cái tên dài một tí để kiểm tra nhé. Đây, họ là tôn nữ mình. Là như thế này, đa số đúng là vậy, này là tên là Minh, họ là Tôn, còn là họ đệm là Tôn Nữ Nguyệt, còn đệm là Nữ Nguyệt. Đây là Minh này, họ là Tôn này, họ đệm là Tôn Nữ Nguyệt và đệm là Nữ Nguyệt. Chính xác. Đây chúng ta chỉ viết lại cái bài mà ta vừa làm vậy thôi nhé. Tôi làm sẽ làm một cái tập khác nhé, sao như là giả sử tôi làm ta sửa ra tên nó ngắn nhất, ví dụ như là Bùi Hà thôi thì nó không có phần đệm, nó đệm nó bằng rỗng, kiểm tra này. Đấy. Hà này, họ là Bùi này, họ đệm là Bùi này và đệm là rỗng. Thấy chưa? Như vậy thì lần cái này chúng ta làm đúng. Như vậy đó là cái hàm join và hàm split. Thấy chưa? Thì đây là cái hai hàm rất quan trọng và thường dùng cho những cái bài tập như sau. Thì tới đây thì tới cái bài này thì Python mới cho phép chúng ta là nhập từ bàn phím nhiều số cách nhau bởi số cách hay là nhiều cái tham số. Còn ở trong trước đây chúng ta không làm nổi, chúng ta không tách được một số ra. Còn cái điều này chúng ta chú ý là điều này khác biệt đối với Pascal và C. Với Pascal và C là ngay từ bài đầu tiên chúng ta đã dễ dàng nhập bàn phím là một số, hai số, n số cách nhau một số cách. Nhưng đối với Python thì đến bài này mới làm được. Bây giờ tôi sẽ mô tả các bạn một vài cái bài tập nhé. Bài tập 1 là chúng ta sẽ nhập từ bàn phím thông tin là tên học sinh và điểm mà chúng ta sẽ đưa vào hai dãy nhé. Đây bài này như sau này, nhập tên bao gồm là tên học sinh và điểm số.
In ra về nhập 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 tên là ví dụ như là hà chấm 7.5 hay là bình 5.5, ví dụ như vậy. Chúng ta phải tách cái hà và điểm ra và đưa nó vào vào hai và hai cái biến, một biến là mô tả cái tên, một biến mô tả là điểm, điểm đó có thể là điểm là số thực nhé. Thì do chúng ta in ra cái tên và điểm rồi và như sau. Bài này là cái bài này là cái bài số 2 là bài nhập nhập điểm nhất, nó có nhiều dạng nữa đấy. Để cái bài này là cái bài mà ở ngay cái bài đầu tiên chúng ta không làm được, ngay cái bài đầu tiên mà học với input chúng ta không làm được, nhưng bây giờ chúng ta làm được rồi. Đây s thì bằng input nhập tên và điểm học sinh. Được chưa? Đó. Và khi nhập điểm rồi thì nó có hai cái, nó có hai cái tên và điểm. Chúng ta dùng hàm split cho tách ra. Chúng ta gọi hàm cho dễ, s chấm này. Được chưa? Tách rồi. Khi tách ra rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đưa vào hai cái giá trị, một là tên học sinh gắn cũng là A0 đúng không nào, và điểm học sinh sẽ gắn chính là bằng là float của A1. Bây giờ sẽ đơn giản là đọc tin ra tiền kết quả là tên học sinh, dòng thứ hai là điểm học sinh, thì là như này. Để thử nhé. Cái bài này là bài đơn giản, nhập hai giá trị đơn giản là tên và điểm. Đây, ví dụ như là ra là 9.8, máy sẽ báo là 9.8, thấy không nào? Đây là bài nhập điểm thứ nhất nhé. Bây giờ tôi sẽ làm thêm bài nữa cho ta hình dung. Bây giờ bài tiếp theo là chúng ta không phải là nhập một điểm, chúng ta nhập nhiều điểm, không có tên. Bây giờ nhập một dãy các số nguyên, có thể là 10, có thể 15 số, và phần mềm sẽ tự động tách ra các số và đưa vào một cái dãy số, và chúng ta sẽ in cái dãy đó ra. Đó là bài tiếp theo này. Bài tiếp theo là như sau, là chúng ta là nhập, đây là phần tất nhiên bài tập luôn, nhập dãy số nguyên nhé. Số nguyên cách nhau bởi dục. Thì bây giờ chúng ta làm được bài này. Cái sau này s thì bằng này input này nhập dãy số nguyên. Nhập dãy số nguyên. Đây nhập dục các đẹp. Rồi, đó chúng ta sẽ làm, chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta viết a bằng s chấm split. Thì tách ra như này thì bây giờ muốn có thể qua là một sâu, là cái sâu chứ không phải là không ngoài số. Bây giờ muốn đổi số chúng ta sẽ phải chuyển từng phần tử của A1 và ta chuyển sang số nguyên. Đây là for in len A, vậy là y là chạy dọc theo các phần tử của chỗ của A, và chúng ta sẽ đặt trong mỗi y ta sẽ đặt bằng là in đổi chuyển nó sang số nguyên. Được chưa? Bây giờ chúng ta in ra ngoài, in cái A ra ngoài, kết quả A là đấy. Bây giờ tôi là nhập điểm 2 nhé. Nhập điểm, bài số 2 là nhập điểm. Thấy không nào? Đấy. Cái đây là cách cái bài như vậy là bài rất hay sử dụng trên thực tế. Tôi chạy thử nhé, xem nó như nào nhé. Đây đây nhập như là 17 này, 89 này, 0 này, trừ 10 này, 100 này, nhập là 1 2 3 4 5 số đúng không? Thì máy sẽ tạo ra một cái dãy mà gồm 5 số đó, và chúng ta in ra màn hình.
17.80.0.10.100. Như vậy là chính xác hoàn toàn, thấy không nào? Thì chúng ta và nhớ lại lệnh chúng ta như sau nhé. Cái SC ở đây là chúng ta nhập từ bàn phím một cái dãy số nguyên, nhưng mà khi mà nhập vào thì máy lưu là một cái sâu, và chúng ta phải dùng cái hàm split, phương thức split chúng ta tách ra. Thì cái hàm split đây là nó tách ra thì các cái từ đơn và nó trả lại vào một dãy, là một list là A, list các sâu. Sau đó chúng ta phải dùng lệnh for ở đây, chúng ta chạy dọc theo các phần tử của A và chúng ta chuyển đổi nó sang số, và cuối cùng là trả về A. Đấy. Bạn có hiểu không nhỉ? Thì cái lệnh này là lệnh rất hay sử dụng. Và cho đến giờ phút này, tới đây chúng ta có thể làm được tất cả các cái bài toán mà nhập dữ liệu ở cái dạng bất kỳ. Nhưng mà đây là nhập từ bàn phím. Còn đến 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 cái hôm sau thì tôi sẽ nói sang là cách nhập từ một cái file thì như thế nào. Thì nó hoàn toàn tương tự. Chúng ta chỉ làm một vài động tác liên quan đến file thôi. Còn tới đây là chúng ta có thể nhập được mọi thứ. Từ phân tích một cái sâu bất kỳ, từ ta chuyển sang cái dạng khác nhé. Được rồi, thì đó là cái bây giờ tôi nói thêm một chút về hai cái hàm split và join này. Thì cái hàm tổng quát của cái hàm split là như này, là split mức định của nó thì nó không phải là không phải như này, nó như này thì chúng ta là tách cái từ S ra với lấy dấu cách làm dấu ngăn cách, còn nếu không thì có một từ nữa đây là từ đây mô tả này. Xét đây là một cái ký tự hay là một nhóm các ký tự đóng vai trò là dùng để tiêu chí ngăn cách và tách cái S này ra. Thì trong nhiều trường hợp thì không phải S thì không phải là việc tách ra, không phải là lấy tiêu chí là dấu cách. Nhé. Ví dụ như này, thông thường khi chúng ta nhập mà một cái cả tháng ấy lên như này, đúng không? Ví dụ như này, 22 tháng 8 năm 2022. Ví dụ như này. Thì bây giờ tôi muốn tách ra là ngày, tháng và năm riêng làm như nào? Thì đối với cái sâu này thì cái tự ngang này là chính là cái tự dùng làm dấu cách. Được chưa? Đấy, và sau ta làm như sau. Chúng ta dùng cái chữ là A bằng S chấm split. Nhưng mà không phải để như này, mà chúng ta làm như này, chúng ta để dấu cách như này, để dấu gạch ngang như này. Đó. Thì với cái lệnh này nhé, thì S này sử dụng cái tự ngang này làm cái tự ngăn cách, và máy sẽ tách ra được, máy tách ra đây là 22 này, ngang này 8022, máy sẽ trả về chính xác luôn là cái này. Bây giờ chúng ta sang chúng ta dùng kia for e in range and a in được chưa? Bây giờ chúng ta làm xong. À, chúng ta là 22/8/2022. Được chưa? Như vậy chúng ta thấy là nó rất đặc biệt như vậy. Bây giờ giả sử tôi có cái dãy này, bây giờ tôi muốn nối nó lại thành là 22/8 thế này thì làm như nào? Thì ta lại dùng lệnh join mà người làm ngược lại thôi. Thì trước tiên tôi phải đổi cái này sang thành sâu, đừng ngược lại. Ở chỗ này là tôi đổi phần tử của A là sâu, tôi chuyển sang là số. Bây giờ ngược lại, từ số tôi sẽ chuyển sang sâu, và tôi dùng lệnh join tôi làm ngược lại, làm như sau. Đây. Làm như sau nhé, tôi viết như này, tôi sẽ làm ngược lại này. Tôi dùng lệnh for e in then A. Theo phần tử của chỉ số của A, sau đó tôi làm ngược lại A I bằng str của A I. Và bây giờ A nó thành như này sâu. Bây giờ tôi sẽ nối sâu bằng lệnh join thì như sau. Tôi viết S bằng nối lại trở về S. Ở đây tôi không nối như này nữa,
mà tôi dùng cái liệu này để nối đó, đây này. Đây là cái phương thức join, thì có thể dùng cái tự nối là bất kỳ, đây dùng này là join. À, vậy là các phần tử của A là cái này này sẽ được nối lại với nhau thông qua cái tự này, là cái tự ghép nối đây đấy. Vậy câu lệnh tổng quát của hàm join nó là như vậy, và mình phải enter thì sẽ nó chính là cái câu bắt đầu. À, nhưng mà khi mà ta xử lý thực tế thì có thể là không phải bao giờ cũng dùng cái dấu cách, mà chúng ta có thể dùng các ký tự khác, chung là nó khá hay đấy nhé. Đấy, thì chúng ta chú ý nhé. Như vậy bây giờ tôi vừa mô tả các bạn cái em cái gì nhỉ, cái em thì một số cái hàm liên quan đến đến sâu mà nó rất quan trọng luôn, rất quan trọng. Thì đây là một trong kiến thức rất là cũng rất sử dụng rất là nhiều ở trong trong Python nhé. Là list tức là gì, tức là chính là mảng sâu, thì hai cái đó là hạ cái sử dụng rất là nhiều chưa. Rồi thì bây giờ chú ý rằng chúng ta sẽ phải làm, chúng ta nếu chúng ta muốn hiểu sâu hơn nữa chúng ta sẽ phải sử dụng cả những hàm khác nó rất là dài, không tìm hiểu đây. Các bạn sẽ tự tìm hiểu sau được chưa. Bây giờ chúng ta sẽ để xem chúng ta sẽ làm thêm một bài tập nào nữa không nhé. Nếu không thì tôi sẽ nói sang một cái kiến thức nâng cao nữa. Cái phần kiến thức này là hoàn toàn không có ở trong sách giáo khoa, và chúng ta sẽ phải coi như là một cái nâng cao nhé. Là cái này là cái việc mà ta chuyển đổi từ một cái dãy các số này đây nhé, nhập vào là một dãy các số trên một cái sâu và chuyển thành một cái dãy list A như này. Chúng ta sẽ phải trải qua là đây là lệnh nhập bắt đầu nhé, đây là một lệnh này và một lệnh for này, lệnh hai, lệnh ba lệnh, nhưng mà chúng ta phải dùng là ba lệnh, cả đến là bốn bốn lệnh chúng ta mới chuyển được. Thì câu hỏi đặt ra là có cách nào mà làm nhanh được không? Đấy, thì cái này là cái mà ở trong Python nó cho phép chúng ta là tạo dãy nhanh. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ mô tả các bạn cái lệnh tạo dãy nhanh đấy nhé. Lệnh tạo dãy nhanh là cái lệnh nâng cao, và nhưng mà nó rất hay sử dụng và nhiều sách vở chúng ta dùng rất là nhiều cái này, cho nên chúng ta nên biết phải biết trước như vậy thôi, để mà khi mà chúng ta dạy học sinh ấy, có thể học sinh nên biết trước của chúng ta thì chúng ta không bị bỡ ngỡ được chưa. Thì cái thứ này nó gọi là cái cách tạo dãy nhanh, tạo dãy hay là list nhanh, một cái kỹ thuật viết tắt mà rất hay sử dụng ở trong Python. Ở trong Python cái từ tạo list nhanh là nó dùng khắp mọi nơi mọi chỗ, chứ không chỉ là đối với list mà đối với cả các đối tượng khác. Thì cái này là tiếng Anh nó gọi là chúng ta có tra ký có thể là list comprehension, rất hay được sử dụng là như sau nhé, là như thế này này, tức là nôm na là cho trước một cái đối tượng nào đó, một cái object nào đó mà nó là có tính chất là cho phép là duyệt, thì chúng ta có thể là đây là đối tượng tuần tự, thì chúng ta có thể tạo nhanh dãy hay là tạo nhanh list bằng công cụ gọi là list comprehension đây nhé. Cái làm như sau này, cách tạo như sau này, chúng ta dùng cái biểu thức như thế này nhé. Sau chúng ta có thể gọi gọi hàm hàm f x, sau là for x in obj. Đấy, đây là một cách tạo nhanh đơn giản nhé. Cách thứ hai của nhanh nhanh của cách thứ hai phức tạp nữa là như thế này, chúng ta dùng có thể một hàm fx for x in
OBJ, cái này trong trước tôi nói qua thì tôi nó kỹ hơn OBJ, sau lại ít cái điều kiện nữa, ít cái điều kiện. Đấy. Thì như vậy là có hai cái, đây là hai cái hai là mở rộng của cái một, cái một là không có lệnh ít. Thì cái này là như sau, cái này là cái ở trên này là cho x thì chạy trên cái đối tượng OBJ và với x như vậy là thực hiện hàm x và đưa vào một cái dãy, đưa vào một cái list. Còn ở dưới này cái hai là gì, cho x chạy dọc trên OBJ đúng không, và lấy hàm x gì, nhưng mà kiểm tra nếu thỏa mãn điều kiện này thì mình đưa vào, thì mình đưa vào dãy, nó không, nó không thì thôi. Đó, thì đó là cái, đó là cái lệnh mà hai cái quy tắc mà nó gọi là tạo dãy nhanh, rất là hay. Đây về tôi mô tả các bạn nhé, nó rất hay sử dụng luôn nhé. Đây thì lấy ví dụ, bây giờ s của tôi là như thế này, s của tôi là mình gọi là nhanh nhận là đây nhé, đây, s bằng 2 4 6 này, 1 này, 6 này, 5 này, 5 này. Được chưa? Trước thôi được. À chị hãy thường thường biết là S thì đang mô tả sâu, còn đây là dãy thì tôi dùng A, đích tôi dùng A dãy nhé. Như vậy A là cái dãy bất kỳ đây. Bây giờ tôi muốn tạo tạo một dãy B là các phân tử là bình phương của A, là các phân tử bình phương của A. Nhá, là như sau này, tạo nhanh này. Nếu mà là cách làm một là như này nhé. Cách làm một là như sau. Tôi cho trước A này, tạo dãy B là các bình phương của A. Các số giữa giá trị bình phương của A này, cách một là cách làm chậm như này. B này bằng như này. For x A B A then như thế này đúng không? Là giống như for in A và với mỗi phần tử x với tôi bình phương lên và tôi đưa vào B, thì B nó chính là các cái phần tử là bình phương của A. Đấy, A là 2 1 6 5 0 thì B là 4 1 3 6 2 5 0. Bây giờ tôi sẽ làm nhanh là như này. Đây làm nhanh dùng tôi sau tôi biết là B này bằng này rất nhanh này. For à. Vậy thì dùng một hàng thôi, có một hàng thôi là xong. Nhưng mà đây chỉ là cái đó, thì đây chỉ là cái dãy đó, thì đây chính là cách mà là gọi là gì, gọi là tạo nhanh dãy B, tạo nhanh dãy B nhé. Đó là gọi là tạo nhanh dãy, cái này là rất hay sử dụng, chỉ một hàng chỉ một lần thôi. Thì trong Python dùng rất là nhiều những cái này. Như vậy là A là gốc đây, và tôi chỉ cần một lệnh, nhầm chỉ cần một cái lệnh thôi và tôi có thể tạo được cái dãy B như thế này. Được chưa? Đó. Bây giờ mà bài số 2 nhé. Bây giờ được bài số 2 tôi cho chữ N, N bằng 20 chẳng hạn. Bây giờ tôi cần tạo ra cái dãy A là các bình phương các số từ 1 đến 19. Làm như nào? Đấy. Thì các số từ từ 0 đến 19 nhé. Từ 0 đến 19 nó là chính là cái range, là cái range của 20 đúng không, là cái hàm, là hàm range của 20, và hàm range nó là cái hàm có tính chất là gì, có tính chất là có thể duyệt được. Và bây giờ tôi sẽ áp dụng cái đó, áp dụng cái công thức này này, công thức này áp dụng cho cái hàm range, và bây giờ tôi sẽ tính nhanh như sau nhé. Vậy bài này là như sau này, cho chữ n bằng 20 và tôi sẽ tạo nhanh cái dãy A là các số bình phương của các số từ 1 đến 19, làm như sau. A bằng mà là nhân của dãy số đây, A là như này, chính là gì, là A nhân với A, for A in N. Đây, anh gửi chỉ một lần này thôi, là for K in range N nhé. Range ở đây chính là N 20, đây chính là range N, đây chính là từ 0 đến 19. Thì là cho K chạy từ 0 đến 0 đến 19. Nhưng mà ta
đưa vào a là cao bình phương đấy, thì chúng ta a chỉ là cái dãy thế này, a chỉ là cái này. Mọi thấy nó nhanh không nào? Nó rất là nhanh. Bây giờ tôi làm ví dụ khác nhé. Bây giờ tôi làm như sau này. Bây giờ tôi làm như sau này. Bây giờ tôi in ra cần tạo một dãy là các số chính phương nhưng mà chia cho 3 cho khoảng từ 0 đến 100. Làm như nào? Nhắc lại nhé, đề bài là tìm mà tạo ra một dãy A gồm các số chính phương nhưng mà là chia hết cho 3 trong khoảng từ 0 đến 99 nhé. Làm như sau. Đây, A này bằng này A này nhân với K này có A in lên 100 nhưng mà là if, đấy, là if A mà chia hết cho 3 chết bằng 0. Nếu K vẫn được đúng điều kiện là K chết cho 3 bình phương là chia cho 3 thì các phải chia cho 3 vì 3 là, 3 là số nguyên tố cho nên là ta suy ra cái đó nhé. Vậy suy ra là gì? Đây là chính là cái lệnh là gì? Lệnh tạo ra cái dãy nhanh đọc các số chính phương trong khoảng từ 0 đến 99 nhưng với điều kiện là chia cho 3. Vậy thì cũng dùng một lệnh. Rồi bây giờ chúng ta áp dụng cái này, chúng ta quay lại cái bài trên nhé. Bài trên là chúng ta nhập một dãy số và sau đó chúng ta sẽ in ra cái dãy số đó từ bàn phím. Nhưng mà tôi dùng cái này tôi sẽ làm rất là nhanh như sau. Đây, chúng ta sẽ dùng việc chúng ta quay lại cái này. Chúng ta là cái bài là nhập điểm 2, nhập điểm 2, nhập điểm 3 nhé. Chúng ta new một cái. Chúng ta là nhập điểm 3. Dãy số từ bàn phím và chúng ta học bây giờ cũng cho thấy là cái này rất là nhanh, chỉ đúng một lệnh thôi, không cần nhiều lệnh nữa đâu, đúng một lệnh là ta có thể nhập xong được một dãy số từ bàn phím, được chưa? Làm như này nhé, đây lưu cái này lại nhập dãy số nhanh. Đã áp dụng cái công thức tạo list ngay lúc nãy mà chúng ta sẽ làm như sau này. Để chúng ta nhớ lại cái lệnh này này. Chúng ta áp dụng cái này này. Đó, rất là nhanh nhé. Vì chúng ta làm như sau này, chúng ta dùng một lệnh thôi. Đáng lẽ ví như này, đáng lẽ phải ví như này. S thì viết lại chúng ta gọi một cái phương án cho đầy đủ hơn nhé. Mà sau chúng ta sẽ gộp lại làm một lần thôi. Đây, S này. S bằng nhập dãy số nguyên từ đúng không nào? Đó chúng ta sẽ là như sau, chúng ta sẽ lấy a sẽ bằng là gì? A chúng ta làm cái hàm là in. Đấy, in của x gì? Thường nguyên của x gì? Có thế cái gì? Dọc theo s thì không nào, đây nhé, nhanh nhạc ta lấy cái hàm in này và for x thì s là nhập vào đúng không chứ, s bit này chính là dãy các cái phần tử là các cái sâu, các cái sâu, mỗi sâu là một cái số để nhập vào từ bàn phím, thì với một x thì như vậy chúng ta sẽ đổi, dùng hàm in cho đổi ra đấy. Sau chúng ta là xong nhé, chạy thử nhé, xong đúng không nhé, đây chạy thử cho chúng ta xem đây đúng nhé, này 1 này 7 này 7 này 7 này 90 này đúng không, 100 này không này, thời gian chỉ là 1 7 10 100 không chính xác hoàn toàn nhé. Nhưng ở đây nó vẫn là hai dòng, tôi gộp lại thì một dòng như sau này nhé. A bằng in này, S thì này là chính là input, tôi copy cái này xuống, copy cái này vào, copy này là xong nhé, đây input này đấy,
copy vào chính chỗ này. Đấy. Này tôi xóa đi. Được chưa? Đấy, phải đúng lệnh đây. A là bằng in x for x in input. Input nhé, nhập dãy số nguyên từ bàn phím, đóng ngoặc chấm split. Đấy. Và bây giờ các bạn thấy như vậy, bây giờ cái lệnh mà nhập từ bàn phím vào chỉ đúng dòng đúng lệnh là xong. Chính trị lệnh này các bạn ghi nhớ lại nhé, để là sao chúng ta dùng chúng ta chạy thử này. Lại này nhé. 1 2 3 đây là cái cách mà bắt đầu dùng dùng kỹ thuật là gì, dùng kỹ thuật làm là tạo list nhanh. Thì cái này là cái mà hơi nâng cao một chút thôi, nhưng mà nó có hiệu ứng là nó làm cho lệnh rất là ngắn ngắn gọn, và khi lệnh này dùng rất nhiều trong những cái chương trình cần nhập dữ liệu từ bàn phím. Chúng ta có thể dùng cái lệnh như này là nhập điểm, nhập kiểu như này là nhập vẫn được, cái này cũng không sao cả. Sao nhé, đó sao còn còn cái này là cách này là cách nhanh nhất, đúng không, cách nhanh nhất đó. Tôi làm thêm một cái hàm nữa nhé, một cái chương trình nữa để cho thấy là nó thực tế nó phức tạp. Bây giờ tôi làm như sau này, bây giờ nhập từ bàn phím một cái tên học sinh và điểm, mà tên sinh đó là ghi rõ là họ đầy đủ tên, tôi viết là nhập vào là Bùi Việt Hà 7.0 thì máy phải dạo ra là tên là Bùi Việt Hà và điểm là 7.0, nhập tên là Nguyễn Như Anh 8.3 thì máy tính phải tách ra được phần Nguyễn Như Anh là phần tên của học sinh và điểm 8.0. Đấy, cái bài tập nó hơi phức tạp một chút nhá, ra làm thử bài này nhá. Bài này là bài nhập điểm mà nhập điểm 3 đi nhé, tôi sẽ ghi lại. Nhập. Là những bạn xem là nó đang nhập điểm. Nhập họ tên học sinh. Họ tên học sinh và điểm số. Được chưa? Không khó đâu, nhưng mà cái này phải họ thêm vào điểm, được chưa? Đây, bây giờ S này tôi nhập vào này. Đây, bài này thì không cần làm nhanh, mà nhập bình thường đúng không? Nhập họ tên học sinh. Tên học sinh vào điểm số. Có thể vào một tên dài ra rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ tách và chúng ta lấy phần tên ra, phần họ tên và phần điểm. Thì họ tên có thể là có nhiều từ mà chúng ta cũng phải tách ra. A bằng S rồi. Theo là chúng ta lấy điểm điểm số ra trước, còn họ tên ta lấy sau. Cái điểm là như sau, về điểm thì chúng ta sẽ mà rất đơn giản, chúng ta chỉ việc lấy ra phần cuối cùng của A và chúng ta chuyển sang số thực. Gọi là A len A chỉ 1 dễ này. Thì khi em nhập vào là Nguyễn Văn A, sau đó điểm thì điểm là phần tử cuối cùng của cái sâu này, cho nên là cái điểm của nó chính là cái phần tử A là chỉ số len đang trừ 1 lấy ra trước. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy ra cái phần họ tên và chúng ta chuyển về họ tên, thì chúng ta làm như sau, phức tạp một chút thôi nhưng không có gì cả. Chúng ta làm là họ tên học sinh sẽ bằng như sau này, chúng ta sẽ nối này, nối nhá, chúng ta nối này A này, join của A, nhưng mà không phải là A đầy đủ, mà A thì bắt đầu từ không cho đến vị trí là len A một. Đấy, A trừ một đây là khi tôi viết len A slicing là từ
bắt đầu chữ lên a chữ một đây, nghĩa là gì? Nghĩa là cái vùng chỉ số là từ 0 cho đến lên a chữ hai. Lên a chữ hai chính là cái phần toàn bộ tên của học sinh, bạn bỏ đi phần điểm, chúng ta nối lại, dùng cái kia dùng cái tên là chống là nối lại họ. Bây giờ chúng ta sẽ in ra họ tên lại nhé, là nhập điểm à. Rồi tôi đây thử cho bạn xem nhé, xem như nào nhé. Đây chúng ta gõ F5 để chạy nhé. Ví dụ như là chân dài lên rồi nhé, à này, đó là 8.9. Anh dành đây là phần nhé, phần họ đẹp là toàn bộ của hà và điểm đây. Đấy. Tổng quát luôn nhé. Thì hai đây là chúng ta và tính làm hai cái, cho nên là không thể làm cũng là một cũng được thôi, nhưng mà nó không hay thì tâm điểm cho chúng ta là biết là rất là rất là ngắn gọn rồi đấy nhé. Tất ra phần họ tên là phần điểm. Đấy, như vậy tôi vừa mới nói cái trình bày các bạn chỉ một buổi thôi, nhưng mà là hầu hết tất cả những tính năng quan trọng của kia, của sâu và của dãy. Và tới đây chúng ta có thấy là chúng ta có thể làm được rất nhiều bài tập liên quan đến sâu và dãy rồi. Để quay lại sâu này, xong chúng ta có gì cần phải chú ý nữa không? Rồi, bị tôi lại thêm nó sang cái phần tiếp theo nữa. Cái phần này là quên lúc đầu nó lệ không sao. Như vậy là sâu đấy, chúng ta nhớ là sâu là gì? Sâu là một dãy các em này, ký tự. Được chưa? Cái tự trong Python thì sâu là một dãy tự Unicode. Khi tôi nhập cái câu bất kỳ đây ABC, tôi cần phải mô tả một cái đường dẫn như này, đúng không? Tôi thế OC như thế này, đúng không? Sửa nhé. Chưa? Ngoài thì có biết cái công cụ như thế này. Máy có hiểu được không nhá? Bây giờ enter này, enter này. Máy máy báo lỗi. Đây, cho nên đây là một trong những chỗ mà hơi đặc biệt của Python, một trong những chỗ mà theo tôi là tương đối khó. Thì cái này là cái cũng không có ở trong sách giáo khoa, không có. Có trong 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 cả hai cuốn sách giáo khoa thì không có, cả sách của bên nhà soạn nhà giáo dục, bên kênh trí thức và sách ở bên kia, cái gì cũng không có. Thì cái này là cái gì? Cái này theo tôi thì là giáo viên có nên biết không, thì tôi cũng cũng nên biết một chút. Thì chúng ta cũng dùng khá nhiều nó ở trên thực tế là như thế này nhé. Tức là khi chúng ta mô tả một sâu bất kỳ cái sâu thì ở trong sâu đó nó có những chữ tự đặc biệt. Ví dụ Unicode thì ở trong Python ấy, nó có một cái, các cái tự mà nó gọi là cái nó dùng để điều khiển đặc biệt ở trong trong Python. Thì những cái tự đó người ta gọi là các cái tự đó người ta gọi là các người ta gọi là các cái dãy thoát nhé. Đấy, thì chúng ta phải rất chú ý cái chuyện này khi mà chúng ta viết viết một cái sâu như vậy. Đây tôi sẽ mô tả phần cái khái niệm là các cái tự đặc biệt này, chúng ta ghi chép đặc biệt khi viết sâu. Là cái gì? Đó là các cái tự mà các cái tự này người ta gọi là các cái dãy thoát. Các dãy thoát nó đóng vai trò là điều khiển, nó là các cái tự điều khiển mà chúng ta các cái tự điều khiển. Đấy. Rất chú ý khi vào nhập các cái tự này. Phải tránh tối đa hiện tượng này để chương trình nó không không bị lỗi. Ví dụ như đây chúng ta ở đây chúng ta là có cái tự là chéo u đây này, cái tự này là cái tự lỗi này. Nhé.
À, cái từ chéo hãng này cũng có thể bị lỗi, nhưng mà cái chéo là cái đèn là lỗi trước đấy. Thì như sau này thì cái từ này người ta gọi là các cái từ này người ta gọi là cái từ thoát là như sau nhé. Thì trong Python nó mô tả như thế này đây, ở trong Python thì các cái dãy thoát là như sau, dãy thoát nhé, cái đề từ Anh nó là escape, escape các cái dãy thoát nhé, sequence như sau này, là cái dãy mà là cái dãy nhé, là cái dãy mà là cái sâu bắt bắt đầu từ bắt đầu bằng bằng dấu chéo như này. Chúng ta phải rất chú ý khi mà chúng ta gọi những ký tự mà có dấu chéo như vậy nhé. Đây tôi mô tả một vài cái chúng ta chú ý nhé. Thì đây là một số quy định này, một số quy định chúng ta chú ý nhé, một số quy định của dãy thoát. Khi mà chúng ta mà vẽ viết cái mô tả một cái dãy sâu ký tự mà nó chứa những cái ký tự giống như dãy thoát thì chúng ta phải chú ý để tránh. Đây để ví dụ nhé, khi mô tả dãy khi chéo chữ n ở đây, khi có cái này tức là xuống dòng, cái này là xuống dòng, tôi ra thử ngay nhé, xuống dòng chéo tab tên, thế này là chính là tab, tạo ra cái tab nhé. Đây chéo mô tả vài cái các bạn chú ý nhé, chéo u, sau là các ký tự, sau là nằm các ký tự ở đây tôi viết thành h h h h thì đây chính là gì? Đây là ký tự Unicode, Unicode có mã là h h h h nhé. Còn đây là x gì, sau đó là h h đây là ký tự ASCII, no. ASCII có mã, có số mã là HH. Nhưng mà đây là một số những cái rất quan trọng, một số những cái tiếp theo đây này, tiếp theo nữa là chúng ta chú ý này, đây nhé. Khi chúng ta gõ hai cái này thì là in ra, thì là in ra là chỉ là một cái chéo này. Như vậy mỗi cái chéo này chúng ta gõ hai cái hàng thanh này. Và đây chéo mà có một dấu nháy như này thì chính là cái dấu nháy nhé. Chúng ta cái này bìa rất hay đấy, chúng ta bìa chéo mà nháy nháy thì chính là in nháy nháy này. Thì đây chính là cái bảng này, là cái bảng chúng ta chú ý, cái bảng này là cái bảng, là cái bảng gọi là cái bảng các cái tự thoát ở trong Python. Chúng ta phải chú ý khi mô tả một cái sâu. Đây tôi mô tả cho bạn xem nhé, vừa nãy là em trường thôi, còn bây giờ như này, bây giờ tôi giả sử như này nhé. Đây tôi viết là s thì bằng này, nội kéo n nội, thế này là không lỗi, nhưng mà tôi tưởng tin ngoại S ra này, S ra như này, thế ra là Hà trên là nội. Cái từ này này, cái gì cái từ này là máy hiểu là xuống dòng. Đấy. Thì viết tiếp nhé, ví dụ như là em, anh là tôi dùng dễ nhất, print này, print cái từ là ví dụ như này, kéo T nội. Cái cháu tên này nó sẽ tạo ra mà nó sẽ tự động nó in ra, nó tạo ra một cách màn hình. Như vậy là chéo n này là xuống dòng nhé, chéo t này là Hà Nội này, chéo t là tháp này, được chưa? Đấy. Còn bây giờ tôi viết s thì bằng kéo u, đó là ví dụ như là 10HH, thì đây nó chính là cái một cái tự cái mã là u. Có lỗi nhỉ, tiếp
Với lại nhé, nó muốn gì nó u nào có thể là có thể viết hoa hoặc là viết thường nhé. Đấy, thì tôi cứ kiểm tra một cái sao lại 2 3 4 1 không có ăn là như sẽ nó là cái tự này này, đây là cái tự un cốt này ứng với AV. Cái chỗ này là vì sao lại hát này bị lỗi, đây cái chỗ này nó vì hát là lỗi vì vì sao này là lỗi chỗ này, bởi vì là cái chỗ này là nó phải là cái tự của bảng mã hex, nên nó chỉ nó có thể cho phép là a b c d f thôi, không 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 được quá f ở trên lỗi đúng không? Thế này đúng rồi, như vậy đây đây là cái tự Unicode ứng với cái mã hex là 2341 thì quả thế nó rất phức tạp. Đó. Cho nên bây giờ như sau nhé, bây giờ chúng ta muốn in ra cái sâu là có cái tên là chéo U2341 làm như nào? Thành ra làm như này, chúng ta viết S thì bằng đây bằng chéo chéo hai cái chéo này là U2341 ra đúng là như vậy không có gì. Đấy. Tức là hai cái dấu chéo này thì chính là dính bằng một dấu chéo để ép gì là có chéo U2341 được chưa? Đấy. Ép thì nó vẫn là U2341 đây đúng không? Đây chính là đây chính là cách chúng ta in ra cái tự chéo. Cái tự chéo này là cái tự mà là cái tự rất hay sử dụng làm một trong cái mã điều khiển của là có cái gọi là dãy thoát, được chưa? Bây giờ tôi muốn viết lại nhé, bây giờ S này. Tôi muốn viết làm là đây, tôi muốn là tôi viết là mẹ nói con ngoan lắm nhé, đây là mẹ nhé. Vẫn dùng là dấu 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 hai dấu kép nhé, mẹ nói. Đúng là con ngoan lắm, thế này là lỗi này, đấy nhé. Nhưng mà thế này. Kéo à, cái này là cái này nói mẹ nói này con ngoan ngoan lắm nháy cái này không nháy sau đó mình không nháy này đây thì nó vẫn là như thế này, đây là mẹ nói ngoan lắm thế không nào chứ còn bị nhầm. Như vậy là cái dấu này này ứng với là cái dấu này này chính là in ra cái dấu nháy kép nhé. Chúng ta lại nhớ lại cái này, như vậy là muốn in ra dấu nháy kép thì viết là chéo nháy kép, muốn in ra dấu nháy đơn thì là chéo nháy đơn, in ra một nháy chúng ta gọi hai nháy như thế này đó. Thì đây là một số quy định rất rất quan trọng của Python khi mà chúng ta mô tả một câu chuyện ý tưởng bất kỳ. Đấy, các bạn chú ý nhé. Đây là cái điều, đây là một chỗ mà nó tương đối khó một chút nhưng mà nó chú ý thôi, để nếu mà sau này chúng ta gặp một cái hiện tượng gì đó mà chúng ta viết ra một cái sâu gì đó mà nó in đúng thì nó chính là cái này, nó là tất cả đều liên quan đến cái gọi là cái dãy thoát bắt đầu bằng cái tự chéo nhé. Như vậy là cái tự chéo này là cái tự là bắt đầu bằng dãy thoát là phần rất chú ý cái chuyện này. Đi sâu vào sâu ở trong Python là nó khá phức tạp đấy, nhưng mà đây tôi chỉ nói vài điều thôi, còn nếu có điều kiện sau này nữa thì chúng ta sẽ gặp lại nhau hơn, chúng ta sẽ có những cái tìm hiểu sâu hơn nữa về sâu thì nó rất là phức tạp. Được chưa? Như vậy hôm nay là tôi dồn lại chỉ một buổi, hôm nay là tôi nói xong toàn bộ tất cả những cái mà liên quan đến sâu mà có ở trong trong chương trình lớp 10 và có cả trong trong sách giáo khoa. Thôi chúng ta dừng ở đây nhé. Chúng ta stop ở đây nhé. Chào mọi người nhé. Chào thầy ạ. Em chào thầy. Em chào thầy. Có gì mà không hiểu thì các bạn cứ hỏi lên nhóm nhé, sẽ trả lời, vì nhiều khi tôi nói không được hết mọi thứ đâu. Bất cứ có gì, có cái thông tin gì mà chúng ta cảm thấy khó hiểu hoặc là cần phải hỏi thêm thì các bạn cứ đưa lên nhóm nhé, tôi sẽ trả lời nhé. Tắt đi nhé.